Các bạn thân mến, năm nay là một năm đặc biệt khi trường đại học Kim Yong của chúng ta hiện nay ở top 1 và là một trong những trường đại học ưu tú nhất của Hàn Quốc. Điểm thứ hai năm nay cũng là kỷ niệm 125 năm thành lập trường đại học này. Chính vì vậy ngày hôm nay MEP đã ở đây để cùng các bạn cập nhật những thông tin mới. Và đặc biệt chúng ta có sự hiện diện của thầy Shin, một trong những gương mặt idol của các bạn sinh viên Việt Nam. Hãy cùng lắng nghe thầy Shin để chúng ta có thêm cảm hứng mới, niềm tự tin mới để đến với trường đại học Kim Yong, một trong trường đại học xuất sắc nhất tại Hàn Quốc nhé. 아, 여러분 안녕하세요. 저는 계명대학교 국제협력팀에서 근무하는 신상수 선생님입니다. 여러분들 이렇게 영상으로 만나 뵙게 돼서 진심으로 반갑고요. 만약에 여러분들이 한국 유학에 대해서 관심이 많고 그리고 한국에서 공부하고 싶다면 여러 대학교들 중에서 우리 계명대학교를 눈여겨보시고 그리고 우리 계명대학교에서 공부하고 있는 학생들에게 많은 피드백을 받아서 계명대학교를 선택해서 여러분들이 한국에 와서 성공적인 유학생활을 했으면 좋겠습니다. 여기 오신 맵도 우리 계명대학교 파트너거든요. 그래서 만약에 여러분들이 한국 유학에 관심이 있고 계명대학교 유학에 관심이 있다면 맵에 연락을 하셔도 좋을 것 같습니다. 2006년생 여러분들 많이 기다리고 있겠습니다. 감사합니다. Hẹn gặp lại các bạn tại MEP và Kim Yong.